Tạm dừng các chủ đề hôm nay, tôi sẽ có cái thứ lớn để chúng ta sẽ được đón sự xuất hiện của cô dâu Thanh Vân. Thank you.
đấu để cùng chung vui và đón cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.
cô. Đối với quý vị và các nhà hoạt sự đã trân trọng kính mời bố của cô dâu sẽ có những món quà kỷ vật để dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô chú. Thank you.
dưới họ để dâng cây rượu thay cho lời cảm ơn gửi đến bố cô dâu là ông Nguyễn Quốc Thanh. Xin được trân trọng ạ. Xin được trân trọng kính mời quý thầy. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bố cô dâu sẽ được đón nhận ly rượu cảm ơn cha mẹ đến từ chiến sĩ Duy Long. Xin được trân trọng kính mời chú. Bye bye mọi người nhé.